Rồi, ok. Đẹp quá. Thứ này cái dài. Đấy, cũng hết rồi chứ. Ok. Nó. Dạ. Được không, được không? Được rồi đó, ok. nhanh gọn lẹ luôn. Xuất phát. Chúc chú mới về làm ăn phát tài mãi luôn. Mình giao về Bến Cầu, Lâm Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh. Đó. Ghe lại không biết cái gì nó ghe lấy đất lại hết lấy canh hết rắn cũng được rồi cho ông Linh lại chạy á lấy không gian lại đặt bên cua dài quá có thớt vô dài chuyên nghiệp của em rất đẳng cấp.